thăm thoáng tôi nhân phù du kiếp sống mong manh vô thường bao nhiêu năm tháng tha phương bây giờ niệm Phật trở về cố hương một câu niệm Phật chuyên hành tiêu tham sân hận phát tâm Bồ Đề đường đi không quá xa xăm Tây phương mở lối chờ người giáng sanh. Nếu ta quyết chí tu hành hiện đời an lạc thoát dòng luân hồi vững tin chí nguyện tâm thành một đời sẽ được hóa sanh liên đài. Thời gian thấm thoát trôi nhanh phù du kiếp sống mong manh vô thường đường đi không quá xa xăm Tây phương mở lối chờ người giảng sanh vững tin chí nguyện tâm thành một đời sẽ được hóa sanh liên đài. Thì từ xưa giờ đó chúng ta luân hồi sanh tử là tại vì vô minh. Minh là sáng, vô là không, không được sáng. Mà cái gì làm cho chúng không được sáng thì chữ vô minh nó quá đơn giản, quá cô động. Tôi cứ trăn trở hoài làm sao cho nó sáng tỏ. Thì trong kinh đã có, nhưng mà cả các học giả không chú ý tới và giảng dường như nó sai lầm. Này tôi mới thấy vô minh đó tức là năm triền cái. Thì ngay trong sắc thân mình và ngay trong lúc giữ giới, ngay trong lúc thiền định, và cái thiền định là quan trọng đó. Hay quý vị mà giữ giới kỹ thì mới ngồi thiền được. Thì ngồi thiền bị năm triền cái này che đậy. Cái là che đậy, triền là liên tục, che đậy một cách liên tục triền miên, gọi là triền cái. Thì cái vô minh được phân ra làm năm phần. Phần thứ nhất là thùy miên và hôn trầm. Phần thứ nhì là nghi. Phần thứ ba là sanh. Phần thứ tư là phóng vật. Thì có chỗ người ta dịch là trạo hối, trạo cử vậy đó. Tôi thì thích cái chữ phóng vật, nó cũng vậy thôi, danh từ. Còn cái thứ năm là tham dục. Cái tham dục này cũng lộn xộn đấy. Tham dục của dục giới, tham dục của sắc giới và tham dục của vô sắc giới. Ở dưới chắc nghe mà không? Cái này thì quá rõ rồi. Cái máy này tốt. Thì ở đây chúng ta có 15 hạng chúng sanh. Thì cõi dục giới đó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và dục giới cao thượng đó là người và trời dục giới. Trời dục giới là có 6 cõi. Một đó là tứ thiên vương, hai là dạ ma, ba là đau lợi, bốn là đau sức,
5 là tha hóa và 6 là hóa lạc. 6 cõi trời dục giới đều nằm ở trong dục giới. Rồi tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền là cõi trời sắc giới, thường kêu là trung giới đó, cái kia kêu là hạ giới, nhiều danh từ lắm. Mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa là quan trọng, còn cái danh từ thì nó phụ thôi. Thì cõi trung giới hay là sắc giới, thường thường đó là chúng ta giữ 8 giới, còn cõi dục giới đó là 5 giới, cõi trời dục giới. Còn cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula là giữ, chưa có giữ giới nào hết. Hay là tà giới, tà định, tà huệ, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đó kêu là tà giới. Còn tới cõi trời vô sắc đó, tức là giữ 10 giới. Thì đó, ba cõi này là nó bao trùm hết cả vũ trụ. Trong vũ trụ thì 4 cái cõi quế độ á, gồm có 3 cõi đó, dục sắc là vô sắc. Mà trong 5 truyền cái chỉ nói tham dục thôi. Thành ra từ xưa giờ ít thầy hiểu, tôi cũng không hiểu. Thì tôi mới hiểu có mấy năm nay. Tôi muốn giảng mấy lần mà giảng không chảy, nó khó giảng. Hôm nay lần đầu tiên tôi bảo gan, tôi giảng thử coi sao. Tôi giảng nhiều lần, tôi mới giảng quen, mới chạy được. Quý vị cố gắng nghe. Nó dễ dàng là nói ngay trong sắc thân quý vị. Quý vị phải trở về. Thấy không? Truyền cái thứ nhất đó là thủy miên và hôn trầm. Thủy miên tiếng Việt mình giật nó dễ dàng đó, là ngủ gục. Ngủ gục. Miên là ngủ. Thủy là say sưa. Say sưa trong giấc ngủ. Miên là say sưa, thủy là ngủ. Thủy miên là ngủ một cách say sưa, không còn biết gì hết. Mà cái danh từ dễ dàng nhất khoa học kêu đó là vật lý. Ở đây mấy người học ở dọc dân thì thành vật lý, tức là sự vật chưa có cái hiểu biết, chưa có sự sống. Chẳng hạn như cái nhà, cái máy, cái bình thủy, giày, dép, quần áo, mù, dù, mũ. Tất cả cái đó không có sự sống, không có ăn mặc ở bệnh, không có bồi dưỡng và cũng chưa có cái biết. Thì quý vị ngồi thiền mà cục ngủ luôn thì nó thuộc về vật lý, không còn cái biết gì nữa. Đó là cái thay chết thôi. Còn tới hôn trầm, trầm là chìm, hôn là mịt mờ, nửa tỉnh nửa mê. Cái này thì hấp dẫn á, mấy vị mới ngồi thiền hấp dẫn lắm. Tôi có mấy ông thiện nam ở gặp dân như vậy, ông ngồi 2-3 tiếng chìm ở trong hôn trầm. Lúc thì tỉnh, lúc thì mê, rồi hết mê tới tỉnh. Nghĩa là mình nghe tiếng động bên ngoài nhưng mà không biết tiếng gì, rồi một chút cứ trở nên thị miên, ngủ gục. Rồi tỉnh dậy nghe mơ màng, rồi lại thị miên. Thành ra cái này kêu là sinh lý, là hôn trầm. Có sự sống mà chưa có cái biết, thì cảm giác lạc tọ, khổ tọ và bất lạc bất khổ, tức là dễ chịu, khó chịu và dửng dưng của ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý này để phát hiện một cách lờ mờ. Đó là tương tự như cỏ cây. Quý vị thấy cỏ cây đó, nó chưa có tư tưởng nhưng mà nó có cảm giác. Hãy nó khát nước thì nó tím nước nó lấy. Ở Ngọc Dân tôi có cái hồ nước đó, nó soi tới lũng nó vô trọng. Hồi xưa thấy cái hồ nước mà mưa vừa dứt thì còn có 1/3 hồ. Tôi nói trời, chưa có xài mà tại sao mất hết. Chừng dở lên coi thì cái rễ cây nó nhóc ở trong hồ hết. Nó soi cái lỗ, vì cái hồ nước là 30-40 năm nó mục, nó soi vô nó rút nước. Thì chúng ta biết nó tìm nước để nó sống.
mà tìm không được thì sao? Thì phải nhờ người chủ tưới, mà người chủ quên không tưới làm biến nữa thì nó chết. Vậy thôi, chứ nó không có như loài thú là biết bò đi chỗ khác, không có. Rồi hãy gặp nắng, không có nắng thì nó ve ngoài ánh nắng, mà không có nắng nữa thì nó chết. Nó chỉ vậy thôi. Quý vị đi về nó không biết là chủ nó, nó chỉ có vậy thôi. Nó có cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, mà chưa có sự phân biệt, thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Nhớ heo, trong người quý vị có. Rồi cái cảm giác này mới mượn cái sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc để phát hiện ra một cách lờ mờ. Chúng ta kêu là hôn trầm. Trầm là chìm, hôn là mê mờ, chìm một cách mê mờ. Cái này người ngồi thiền khoái lắm. Ngồi trong đó mê thì không phải mê, mà tỉnh thì không phải tỉnh. Nghe nói chuyện mà không biết tiếng ai, biết có tiếng mà tiếng nam hay nữ, tiếng người hay tiếng chó sủa không biết, nhưng mà biết có tiếng. Rồi một chút thụy miên, ngủ gục, rồi tỉnh dậy, rồi nghe dường như có tiếng mà không biết tiếng ai. Dường như là có hình, mở mắt lờ mờ, thấy dường như có hình mà không biết hình ai, nam nữ không biết. Nghĩa là có cái nhìn, có cái lắng mà không có cái thấy, cái nghe. Tôi nhìn mà tôi không thấy. Mày nhìn mày thấy cái gì không? Nó nhìn mà không thấy. Tôi lắng tai, tôi biết có tiếng mà không biết tiếng gì, tôi không nghe tiếng gì hết. Nghe có tiếng. Thì chúng ta thường ở trong trạng thái đó. Ai có ngồi thiền để ý nhau, ngồi chất chiếu cái gục xuống vậy, thì đó là ngủ gục. Rồi tỉnh dậy cái lờ mờ, nghe dường như có tiếng, dường như có hình, dường như có mùi mà không biết mùi gì, thì cái đó kêu là hôn trầm. Mượn cái sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để nó phát hiện. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là sinh lý, nó có sự sống, có ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng, nhưng mà chưa có cái biết. Tôi giảng nhiều lần, hôm nay tôi giảng sâu. Tôi về để ý cho người mình nha, tôi không có giảng đâu xa, ngay cái con người này. Tôi thấy quý vị ngồi thiền thường hay gục, mà quý vị không biết từ đâu mà gục. Có lúc là quý vị là vật lý, thì ở trong di thức kêu đó là địa ngục. Địa ngục vô gián, không gián đoạn. Cũng như cây cỏ, cái đồng hồ hay cái bàn này, biết bao giờ nó mới tiến hóa lên sinh lý được. Cả ngàn, cả triệu, cả tỷ năm, thì cái cõi nó là cõi tối mò, không có mặt trời mặt trăng. Dầu có mặt trời mặt trăng nó cũng không thấy nữa, với cái tâm của nó. Rồi sâu á, cả ngàn, cả triệu, cả tỷ năm mới tiến lên sinh lý, là mắt, tai, mũi, lưỡi. Thành ra cái răng của mình nó là sinh lý, nó có sự sống, nhưng mà nó chưa có cái biết. Rồi khi quý vị ngậm cục nước đá nó ê, thì bắt đầu cái cảm giác mới mượn cái răng để phát ra cảm giác khó chịu. Ê, ê cái răng chứ chưa có nhức. Nhức dữ là dây thần kinh bên trong. Quý vị thấy là duy thức rất rành. Thì cái này kêu là địa ngục vô gián. Rồi khi mà có cảm giác ê đó, cái đó là ngạ quỷ. Còn cái răng có sự sống mà chưa có cảm giác thì kêu đó là hôn trầm. Nhớ ha, quý vị nào ngồi gục đó thì biết. Thì truyền cái thứ nhất là nặng nhất đó là thụy miên. Mở ngoặc đề đó là ngủ gục, không còn biết. Rồi kế đó nữa là hôn trầm, là nửa tỉnh nửa mê. Quý vị khỏi ghi, nghe thôi. Một chút nữa ghi, chứ coi vừa ghi vừa nghe tôi sợ không hiểu. Tôi phải giảng, nó sâu à, nó trong mình. Mà quý vị không thấy thì quý vị ngồi gục, quý vị không thấy cái quan trọng của vấn đề gục. Thành ra tôi thì tôi bực vấn đề ngồi thiền mà ngục gục, phải không? Mà có khi mà không gục mình lại hôn trầm. Nói con đâu có gục, chứ con nghe. Hỏi nghe rõ không? Nó không rõ. Nghe có tiếng mà không biết tiếng gì. Con thấy có người mở mắt, nhấp chớp chớp
nhíu nhíu vậy mà không biết người gì, người ai là thú. Con có ngửi mà không biết mũi mùi gì. Thành ra đề đó thị miên thì mở mặt là ngủ gục, hôn trầm là nửa tỉnh nửa mê, rồi mới tới là sanh. Rồi mới tới, mới tới nghi chứ, lộn, thị miên, rồi hôn trầm, rồi tới nghi. Rồi cái thứ ba là sân, thị miên hôn trầm nhập một nha. Bởi lúc thì hôn trầm, lúc thị miên, mở mắt tỉnh rồi thì hôn trầm, rồi gục lại nữa là thị miên. Rồi tới nghi, nghi là gì? Là không biết đó là thiện hay là ác, không biết đó là phải hay là quấy. Vì mình đang hôn trầm, bây giờ tỉnh dậy mình không có phân biệt được. Cái này kêu là có tư tưởng nhưng mà chưa có ý chí. Đây là súc sanh. Súc sanh nó thường nằm ở trong cái nghi. Nó thấy ông chủ nó mà đi mặc đồ trắng về mặc đồ đen, nó không phân biệt được. Nó nghi không biết phải chủ mình ông, nó sủa, nó căng, nó không có phân biệt, tức là chưa có nghiệp. Nó có tư tưởng nhưng mà chưa có ý chí. Thì quý vị cũng vậy, ai mà sống mà có tư tưởng mà không có sự phân biệt thì đó là súc sanh. Còn người mới phân biệt được. Quý vị thấy con gà mái đó, nó ấp, quý vị để trứng gà nó ấp phải rồi, để trứng vịt cũng ấp luôn. Quý vị ở đây chắc ở trong quê quý vị biết, thấy không? Tấm mẹ gà con vịt chích chiêu á, rồi nó dẫn một bầy con gà đi, có một con vịt lạc trong đó, mà nó cũng tưởng con nó bị nó ấp mà. Rồi tới chừng gặp cái sông thì con vịt nó đánh nó là đánh nó dưới sông, nó nhảy xuống sông nó lội, thì con gà mẹ thôi nó chạy chiêu chích, nó la sùm ở trơn, nhưng mà nó đâu có biết là con vịt thì phải lội thôi, thì nó không có phân biệt. Nó biết đó là con vịt nó ấp, nhưng mà nó đâu biết con vịt, nó tưởng là con gà. Thành ra cái sự phân biệt của nó chưa có, ý chí chưa có. Thì ý chí tôi thường giảng là nghiệp. Con người mình không có vụ đó đâu. Con người có ý chí, có sự đắn đo, phân biệt để rồi hành động. Còn loài ngạ quỷ có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, như là cỏ cây. Rồi hành động theo cái đó, hành động bằng thân, bằng miệng, thì đó là ngạ quỷ. Còn có sự phân biệt, lờ mờ, chưa có biết cải sửa, hành động bằng thân, bằng miệng, thì đó là súc sanh. Quý vị có, ở sông mình mà coi bạn mình có nhiều người, mấy mày nghĩ sao mày làm vậy à? Súc sanh, không có đắn đo, không có coi cái hậu quả của việc làm của mày, hậu quả lời nói của mày, hậu quả việc làm mày, mày không biết nghĩ sao làm vậy. Súc sanh mình cũng có mà bạn mình cũng có. Rồi kia mày làm việc gì mày làm, mày không có suy nghĩ tính toán gì hết, ngạ quỷ. Chúng ta thấy mình có cái đó, phải theo dõi mình, phải theo dõi mình. Thành ra cái tu của Đức Phật Thích Ca là cái tu ngay trong con người của mình. Tôi giảng bài đó, bây giờ tôi mới giảng thoải mái đó. Tôi thấy là người duy thức, rồi trăn trở, thao thức 40 mấy năm trời, hôm nay thấy sáng tỏ. Nhưng mà sống được tôi chưa sống à, tôi cũng đang đi đó. Nhưng mà thấy như vậy, mà thấy rồi biết nó sai, nhưng mà biết một cách lờ mờ, đây cũng chưa phải là Phật mà là trời. Biết lờ mờ bắt đầu có ý chí, mà đạo Phật kêu là có nghiệp, trong khoa học kêu là có tiềm thức, mà kêu là có ý chí, mình kêu là có sự đắn đo lựa chọn để hành bằng miệng bằng thân. Thì đây là cõi người. Còn loài thú nó không có đắn đo cải sửa. Chó hay nó bệnh thì theo cái bản tính của nó là kiếm cỏ ăn,
nói ra hết bệnh, mà không hết thì chết. Nó không có sự đắn đo, lựa chọn, quyết định để hành động. Còn con người không có, con người khôn hơn. Khi bệnh mà không hết thì uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, dây ấn, bấm huyệt, cạo gió, xong vân vân. Con người thì khôn hơn. Bởi vì mới nói con người là có thể thành Phật. Có thể thôi. Người tức là còn mê mờ, còn vô minh, nhưng mà vô minh ít. Thoát được, đè nén nhà chứ không thoát. Đè nén được, hôn trầm, thụy miên. Thụy miên là địa ngục vô gián, hôn trầm là địa ngục hữu gián. Rồi tránh được ngạ quỷ, tránh được súc sanh. Ngạ quỷ là có cảm giác mà chưa có tư tưởng, tức là cảm giác dễ chịu, hành động liền, chứ không có tính toán, không có suy nghĩ. Cảm giác khó chịu, đánh liền. Mày làm muốn cái gì mày không suy nghĩ gì hết, muốn làm thì làm, thích là làm, mà không thích là phá bỏ. Thì mày đó là ngạ quỷ. Còn mày có suy nghĩ, nhưng mà không nghĩ tới hậu quả, không đắn đo, lựa chọn, quyết định, thì đây là súc sanh. Còn con người làm phải tính toán cái hậu quả nó sẽ đi về đâu. Thành ra trong mấy cái chùa thường đề đó, trước khi làm cái gì phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Có người không nghĩ tới, làm phân biệt rồi làm thôi, chứ không nghĩ tới hậu quả. Như thấy người ta có tiền thì loài súc sanh, cái tâm súc sanh nhào vô dục liền, chứ không nghĩ là công an sẽ bắt mình sẽ ở tù rồi bị người ta đánh. Không có đắn đo cái đó. Bây giờ lấy được, nghĩ rằng mình lo hồi hộp, công an nó đang truy nã mình, thì tính toán như vậy là không dám nghĩ, không dám lấy. Thì cái đó thuộc về cõi người. Cõi người là có sự đắn đo, sự tính toán, nghĩ tới hậu quả để rồi tránh công việc hành động. Thành ra người hơn thú, nhưng mà thua. Cái đó mới có ba giới à, thị trưởng mình đang qua. Còn năm giới là có kinh nghiệm, có kiến thức, có ký ức, nghĩa là khôn hơn, thấy rõ hơn. Bây giờ đắn đo như vậy, có kinh nghiệm mà lấy sao mà người ta không bắt được mình? Thì tất nhiên phải trăm mưu ngàn kế. Còn cõi người thì sống thật thà hơn, có sự lựa chọn, có sự đắn đo, có sự suy nghĩ, tính toán, nhưng mà không có kinh nghiệm. Chúng ta thấy cuộc sống thì chúng ta biết. Có nhiều người mình chỉ họ cái gì 5 lần 7 lượt họ mới bắt đầu hiểu được, tức là họ không có cái kinh nghiệm, không có già dặn. Còn có người mình chỉ một cái là họ làm còn hơn hay hơn mình, chỉ coi có không thì biết người này là cõi trời. Có nhiều vị vô học Phật pháp với tôi đó, tôi giảng thọ giới rồi đó, họ bắt đầu coi kinh sâu vào. Còn có người 5-7 năm, có người 4 mấy năm cũng chả hiểu gì hết, không có cái kinh nghiệm già dặn. Có người mà giảng một lần là họ bắt đầu họ nói lại được. Có người giảng 5-7 lần mà trả bài cũng trả không chạy, thì trong này có, thấy không? Thành ra tôi coi tôi biết người này là căn cơ người. Còn có người chả hiểu cái gì hết thì lại là súc sanh, tức là có tư tưởng mà chưa có sự đắn đo hành động. Để mình hiểu được vậy mình thương người ta chứ không ghét. Trình độ người ta vậy thì biết sao giờ. Nó lớp mẫu giáo mà mình ghét nó làm sao được. Đứa con nít mà nó ngu si mà nó chửi nó đánh mình, dạy nó chứ mình đi mà ghét bỏ nó. Thành ra quý vị càng học sâu, hiểu biết rộng rãi thì tâm quý vị càng cởi mở, càng cởi mở. Rồi quý vị thương nó, quý vị dạy nó, thì nghĩ là mình là người cao, nó là người thấp thì tốt, đây là tốt cõi trời. Còn Phật A-la-hán này thì khác, cũng dạy như vậy nhưng mà cái tâm họ khác. Cũng như lớp mẫu giáo
Quý vị học lớp 5, lớp 6 vì xuống dạy mẫu giáo thì quý vị phải đánh dần thôi. Nhưng mà quý vị không phải đánh dần mới đọc chữ được. Nhưng mà mẫu giáo đánh dần, mình có phải đánh dần theo nó. Còn một người học lớp 12 mà xuống dạy mẫu giáo thì cũng đánh dần giống hệt thôi, giống hệt như người lớp 7 thôi. Nhưng mà khác, khác ở cái kinh nghiệm của lớp 12 nó già dặn hơn lớp 7. Quý vị có thể dạy lớp mẫu giáo thì dễ hiểu hơn, bởi vì cái hiểu biết của quý vị cao hơn, cái kinh nghiệm quý vị đã học qua rồi thì nó già dặn hơn. Thì nó cuộc sống chúng ta vô số người mà cái trình độ khác nhau. Còn cái lớp 12 cũng vậy, đồng thời lớp 12. Nhưng mà nếu 60 học sinh thì học sinh lớp 1, đứa hạng nhất với đứa hạng 60 cũng khác nhau. Thành ra cuộc sống này phức tạp. Tôi đi giáo hóa có lúc tôi hứng, tôi mừng vui, tôi buồn so vắng, buồn teo vắng tẻo. Có nhiều người quá quá thấp. Hồi xưa tôi bực mình ạ, bây giờ thì ít. Thì tôi qua 15 hạng chúng sanh, nhất là vô vùng sâu, vùng xa. Tôi nghiệp mấy bà lão, một khổ sở quá mà bắt đầu niệm Phật. Cái pháp hội tôi đi giảng 400-500 mấy cái chùa. Mình ra tôi bệnh bệnh cho tôi cũng ráng lội xuống dưới. Giảng họ trái hiểu hết. Họ niệm Phật bằng miệng không à. Tôi nói gì không có miệng niệm được không? Nó không có miệng làm sao niệm chứ. Tội nghiệp. Tôi giảng là cái giới đầu tiên của mấy bà năm giới đó. Có người không có thọ giới. Thọ giới là ăn chay không nổi. Năn nỉ tôi giảng, tôi đọc cái bài đưa phiên đừng giết thú. Tôi kể mấy cái chuyện mà nhân quả mà cái giết lời thú. Mấy bà ngồi khóc hết. Cảm động. Nhưng mà cái ăn, ăn 10 ngày không được. Năn nỉ lắm mới có 2 ngày. Rồi tôi đi chỗ sư cô Lý vậy đó. Cũng 3-4-4-50. Mà mấy bà lão tật nguyền dưới neo đơn gì đó, già không có con cái vô trong đó nằm. Mà đã già rồi có bà 7 mấy, có người 8 mấy, mà trai 10 ngày không được. Tôi năn nỉ rồi còn có 2 ngày. Nó nản á, mình cũng nản. Nhưng mà biết qua 15 mạng chúng sanh rồi, tuy là cái thân già chứ cái tâm còn con nít, không còn nít, thì mình thấy đáng thương hơn là đáng trách. Mình đã có nhân duyên khỏe, tôi cũng đi. Đi vô mấy vùng sâu, nhất là ở Bào Cát cái gì đó, cách Trà Vinh cũng 2-3 mấy cây số. Thì ông thầy ở Long Tịnh, ông tha thiết lắm. Ông thì không biết giảng pháp. Mà Phật tử ở đó thì cũng được 30-40. Mà khi mà tôi xuống giảng thì ông điện cho mấy cái huyện đồ đó, Cầu Kè, Cầu Ngang, Cầu Cú gì đó, đến 3-4-5 xe cũng được 100-200. Mình cho bây giờ có phong trào đi học pháp nhiều lắm. Mà khó khăn một cái là mấy vị giảng sư giảng không có rành, giảng rồi giảng chơi thôi, không có chỉ cách tu hạ thủ công phu như thế nào. Thì thôi giờ chúng ta trở lại để quý vị có tu, quý vị biết mình đắc ở giai đoạn nào, mình ngũ gục tại sao ngũ gục, muốn hết ngũ gục phải làm sao, mà ngũ gục như thế nào, còn hôn trầm nửa tỉnh nửa mê khác nhau làm sao, lấy cái gì mà đối trị nó. Rồi bây giờ tới cái thứ nhất là ngũ gục. Thì trong kinh có dạy, nếu lấy đề mục niệm Phật hay niệm Phật thôi, tôi giảng không có thì giờ, nó có hàng triệu hàng tỷ đề mục. Nhưng mà trong kinh đưa thù thắng nhất là có 40 đề mục. Nhưng mà thời giờ ví dụ niệm Phật, quán hơi thở, quán sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, quán nước, quán đất, thôi nhiều lắm 40 đề mục. Còn ngoại đạo nữa thì cả tỷ đề mục. Đề mục là cái mục tiêu mình nhắm vào đó. Chẳng hạn như niệm Phật thì mình tập trung hết tâm ý, mình tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu, để cho cái tâm mình nó yên xuống, nó lặng xuống, nó lắng xuống. Mà muốn vậy thì phải giữ giới cho kỹ thì mới dễ tập trung. Thì tôi nói cái thứ nhất là thụy miên.
tức là ngủ gục. Khi mình ngồi cái nó gục không biết gì hết, trị nó thì phải lấy cái tâm tỉnh thức để đối trị cái tâm mê mờ, lấy cái tâm tốt để đuổi cái tâm xấu. Tâm ngủ gục là tâm xấu. Thì quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10. A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, mất tiêu ngủ gục. Rồi tỉnh dậy thì bắt đầu niệm trở lại. A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, A Di Đà Phật 3. Rồi tới 3 cái nó mất tiêu, không biết mình đi về đâu, nó gục nữa. Rồi tỉnh dậy, lắc lắc cái tỉnh dậy thì không có đếm 4 à, A Di Đà Phật 1 lại. Rồi 2, rồi 3, rồi 4, rồi 5 cái mất tiêu, không biết đi về đâu, không còn biết trời đất gì, còn chưa khúc cây cục đá thôi. Rồi mở mắt thì hôn trầm, mờ mờ bắt đầu đếm nữa, mờ 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 cái là nó gục nữa. Thành ra làm hoài, thành ra Đức Phật nói đó, cái tu không có khôn ngu gì hết, không có giàu nghèo, không có sang hèn, không có nhỏ lớn gì hết, mà do có một chữ. Chữ gì quý vị nhớ không? Chữ gì? Chữ bền. Tôi thường nói hoài, té rồi ngồi dậy, té 100 lần ngồi dậy 101 lần, làm nổi không? Nổi không? Ai nổi đưa tay lên nè, đưa cho cao á, mà ít quá vậy nè. Nếu không nổi là tôi đi về à. Nổi là do quý vị hay do tôi hả? Do ông Phật Di Đà Thích Ca hay là do tôi? Mình phải có ý chí. Con thú thì nó không nổi đâu, mà con người thì phải nổi. Nổi nhưng mà nửa đường có thể bỏ. Trong Tủ Lăng Nghiêm nó năm tình năm tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là tư tưởng, ý chí phân biệt mạnh mẽ. Tình là tình cảm, là từ xuất sanh địa ngục ngạ quỷ Atula bỏ cuộc. Thì nếu mà ai không bền bỉ đó, bỏ cuộc là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula. Thôi tu mệt quá về ngủ, mai tu cũng được. Chứ vậy là thường là bằng đêm thức ngồi thiền, đồng hồ reo cái đè xuống, ngủ nữa. Rồi mơ màng cái nó thôi bữa nay còn thức dậy mà ngồi tu. Rồi mai cái thần mốt cũng được, rồi bữa kia cũng được. Rồi vô lò thiêu một cái thôi, ngày chậm chậm tôi sống vài năm nữa hả? Chúng ta thường cái đó là kêu là cái lười biếng, không tinh tấn, không bền. Từ nay phải bền ha, té ngồi dậy ha. Ai không bền, không tinh tấn được đưa tay lên nè. Đặng tôi bắt quyền cưới tại đây, tôi không làm gì được hết đó. Vì một cây nhang không được thì 3 cây, không được thì 5 cây, không được thì 10 cây. Ngồi tới tôi chứng minh thì phải quỳ được, quỳ tới chừng nào có mối nó rung hết thì thôi. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Cái này là tôi đã làm cực lắm. Tôi nói thiệt, bây giờ nhỏ tôi rất ngu. Trong lớp học 60 thì tôi hạng mấy biết không? Hạng 58. Bắt ở dưới lên cũng được hạng 3 đấy. Rồi tôi bị ông thầy Trung, ông nói một câu mà tôi đau đớn. Tôi nói về nhà nghỉ đi em ơi, văn chương phú lục chẳng hay, mà trở về đồng ruộng học cài cho sống. Ông đánh đến cái tay sưng hết. Tôi giết tay trái không à, cầm dao của tay trái, cầm búa của tay trái, làm bị cái thuận tay trái. Mà trào pháp thì cấm cái đó. Ông vừa sửa tôi qua tay mặt, rồi ông quay lưng xuống là tôi qua tay trái nữa. Ông tức, ông bắt mỗi tay, ông lấy cái thước bằng sắt, ông khỏ tới sưng năm cái cục luôn. Đâu có cầm được nữa. Ông còn nói một câu đau đớn nữa. Dân chương tú lục chẳng ai, trở về đồng ruộng học cài cho sống. Nghỉ đi em ơi, về nhà nghỉ nhà đi, về làm ruộng.
tôi đau. Nghĩ ông của người ta, mình của người ta, tại sao không học được thế mà làm thầy giáo? Mình không thể học được sao? Tôi thức khuya dậy sớm, tôi bị ông chủ, ông thí chủ tôi, ông cha tôi một kỳ nữa. Thì ông bắt đó là nhỏ 3 giờ phải thức, mà tối nó làm việc nước mắm bưng đó nha, tới là 11, 12 giờ khuya mới cho ngủ. Đó buôn bán nghèo mà phải làm. Từ 12 giờ mới ngủ mà 3 giờ thức, nhỏ ngủ có 3 tiếng. Con nít nhỏ mới có 7, 8, 9 tuổi ngủ 3 tiếng làm sao đủ. Rồi cũng phải thức, không thức không quánh. Dặn đồng hồ 3 giờ reo. Reo và nhấn xuống một cái rồi ngủ ngủ nữa. Nhấn cái đồ tắt cái rồi ngủ nữa. Ông xuống ông dở mừng ra, mình ngủ ngủ mê mà. Xách cái lỗ tai dũng tán cho hai bộ tai. Nổi 5 ngón, đánh như mà công an đánh tội nhân. Lần nhỏ té vì ở dưới đất. Thôi đi rửa mặt. Một lần đó từ sau tẩn tới già. Một lần cho tẩn tới già. Từ nay mà chuông reo là không dám là ngà một năm nữa. Thức dậy liền. Từ đó về sau, bây giờ tôi thức rất sớm. Tôi là 1 giờ, 2 giờ, tôi thức tới sáng rồi. Nó quen cái tối đó. Rồi tôi cố gắng công phu nên tôi hôm nay mới được vậy. Thành ra tôi học, tôi nhảy lớp mà. Học lớp 1, 2, lớp 3, thi sơ học. Nó thi lớp 3 là thi rớt 2-3 năm. Thí chủ nói thôi mày qua học chữ Tàu. Chữ Tàu rồi cái cấm 11 nghề. Ông Diệm cấm 11 nghề. Nhảy qua chữ Việt nữa. Mới thi vô sư phạm. Thì bỏ lớp 3. Nhảy lên lớp nhất là lớp 5. Rồi bỏ đệ thất, bỏ đệ lục, học luôn đệ ngũ. Không quá trời. Rồi phải về, có sách sẵn. Về kiếm đọc sách coi, tự học lấy. Ở nhà có ông anh bác sĩ ông thông minh vô cùng. Ông chỉ cho mình, ông chỉ ông chửi trên đầu cổ mình. Thì tôi nói sơ vậy, con người phải là té phải ngồi dậy. Té 10 lần, ngồi dậy 11 lần. Tinh cái đó gọi là tinh tấn, làm cái gì phải cho bền. Hãy thức 3 giờ, phải 3 giờ điều điều hoài. Dầu có bệnh cũng ráng ngồi dậy thức. Thì nó giúp cái ý chí mình càng ngày càng mạnh. Chỉ có con người mới có ý chí, còn loài thú là không có ý chí. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thành ra muốn ý chí mạnh thì chúng ta phải tập đếm niệm Phật, đếm từ 1 tới 10. Mà nó ngủ gục nữa, tỉnh dậy thì mới còn hôn trầm mờ mờ. Niệm rồi nó gục nữa. Tới chừng nào mà nó thường thục, làm quay nó thường thục thì không còn ngủ gục nữa, cũng hết hôn trầm nữa. Thì bây giờ niệm Phật nó tỉnh táo. Thì bây giờ qua cái thứ hai là khỏi cần niệm Phật, khỏi cần đếm nữa. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mãi khi nó hôn trầm, nó hôn trầm phải trở lại niệm Phật đếm từ 1 đến 10 lại. Mà đâu có lâu, chừng 2-3 tiếng cái nó quen rồi bỏ niệm Phật thôi, khỏi đếm. Rồi tới chừng niệm chừng tiếng 2 tiếng mà nó không có hôn trầm thì là tạm được. Thì nếu ở trạng thái này đó là chúng ta thấy nghi. Nghi là sao? Là chúng ta mê mờ. Mặc dầu nó tỉnh rồi, nhưng ở trong trạng thái sau khi mà dứt được cái hôn trầm thì nó chưa có tỉnh hẳn. Thành ra mình thấy có người ta đó, thì có đó không biết phải người ta hay là con chó, thì nó còn nghi. Rồi nghe có cái tiếng, không biết tiếng chim hay là tiếng chó sủa, hay tiếng người ta nói, hay tiếng ca dòng cổ, nó nghi. Thì mình phải tiếng một cái nữa, là niệm Phật khỏi đếm mà nó liên tục. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà không có gì xen tạp vô. Thì mình bắt đầu tỉnh táo, nghe rõ cái tiếng gì. Thì ông Dân thấy gì ha? Thì cái ngủ gục, thủy miên và hôn trầm thì nó trừ được
nó trừ được cái thì nó hôn trầm thụy miên là trừ được tới niệm Phật khỏi đếm thì bắt đầu trừ cái nghi, cái kia là trừ cái hôn trầm. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 thì trừ cái hôn trầm và cái ngũ ngục. Rồi tới niệm Phật khỏi đếm thì trừ cái nghi, không còn nghi nữa. Lúc đó tỉnh táo niệm Phật liên tục hoài thì cái tâm mình bắt đầu nó không có hôn trầm, không có hôn mê, không có ngũ ngục. Thì bắt đầu mới biết đây là tiếng người chứ không phải tiếng chó. Tiếng chim hót chứ không phải là tiếng dụng hú. Mới thấy đây là người đàn bà, đây là người đàn ông. Thì cái đó kêu là trừ nghi. Nghi là không phân biệt được. Mà chúng ta mới thấy từ đây đó rồi mới qua cái đạo Phật, hai cái nó giống hệt. Giống hệt. Mà nếu mà nhận ông nhập lưu, mà nhận cái người trời là nhập lưu thì chúng ta thấy lang thang vô lượng kiếp. Để rồi chúng ta mới thấy là đạo Phật rất là hay. Nếu không có là chúng ta cứ lẩn quẩn lang thang trong luân hồi sinh tử. Cái gì đáng nghe nha, tôi giảng chưa rành lắm đâu, không biết nó còn lộn xộn. Tôi cãi gan bữa nay lần đầu tiên tôi mới giảng thử đấy. Chứ hồi xưa giờ năm truyền cái tôi cũng lướt lướt qua. Nhưng mà tôi thấy không được. Tôi thấy trong kinh nhất là bên Nam Tông, các vị tiểu thừa giảng trật lất hết. Các vị giảng tham dục trước, mà tham dục tới ba cái. Để tham dục không, chứ tham dục của dục giới, tham dục của sắc giới, tham dục của vô sắc giới. Mấy vị giảng không có rành. Của dục giới lên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Là dục giới hạng nặng. Còn dục giới cao thượng đó là bắt đầu có giữ giới. Thì cõi người là ba giới, cõi trời dục giới là năm giới. Thì cõi người, cõi trời dục giới là tập tu tứ thiền. Tập tu là sao? Là cái hôn trầm, cái nghi nó chấm dứt chừng 5-3 phút rồi nó trở lại. Còn nhập đó là quý vị có thể vào trong trừ hôn trầm, thụy miên, nghi có thể 4-5 tiếng, 7-8 tiếng, một vài tháng. Đó là cõi trời sắc giới, tức là kêu nhập định, xuất định. Có người nhập tới 7 ngày 7 đêm ở trong trạng thái lân lân hỷ lạc của nhị thiền tam thiền. Còn người trời thì 5-10 phút một vài tiếng là quá lắm. Thì có nó kêu là tập tu tứ thiền, không có nhập vô độ lâu thì nó mất sức ra. Còn cái kia người ta muốn nhập bao lâu thì người ta cứ giữ cái tâm liên tục hoài, thì cái này kêu là nhập. Thì ở trong cái sơ thiền nó có ba bậc. Nhị thiền cũng ba, tam thiền cũng ba, tứ thiền tới chín là 18 cõi. Mà một cái cõi sơ thiền ba nó cũng có là cả trăm cả triệu người. Trình độ cũng hơi khác nhau như cái lớp học. Hơi đại khái vậy ha. Sao tôi giảng lại nhiều lần. Chứ bây giờ tôi giảng cũng không nổi đâu, cũng có lộn trong đó đó. Quý vị đáng nghe. Quý vị nắm được rồi, chỗ nào của tôi mà có hơi lộn quý vị sẽ hiểu. Thì tôi vừa giảng xong là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 thì trừ được ngũ gục là thụy miên và hôn trầm là nửa tỉnh nửa mê. Thì hai cái này, cái vật lý và cái sinh lý. Cái vật lý là ngũ gục, cái sinh lý là hôn trầm. Thì chúng ta thấy trong con người mình cũng có đó. Như tôi nói hoài, cái răng thì nó là sinh lý, nó có sự sống, nó có tủy ở trong đó, có sự sống. Thì cái cảm giác mới mượn cái răng để cái ê. Ê là cái cảm giác của răng. Còn cái nhức đó là cái chỉ máu của răng. Cái này qua cõi trời rồi đó. Cái đó là thuộc về dây thần kinh, cái thân thứ hai. Chúng ta có ba thân, cái thân thứ nhất kêu là thân bên ngoài, thì quý vị thấy dễ lắm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,
và cái gì nữa? Cái đầu, cái óc. Thì mấy vị mê cái này nó ăn uống, nó thuộc về sắc tài, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng. Tức là quý vị bây giờ, nếu quý vị chìm đắm trong đó, thì quý vị là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn quý vị còn ăn uống mà quý vị cao thượng hơn thì người trời dục giới. Quý vị mới thấy là cuộc sống mình mỗi ngày mình theo dõi biết. Còn nếu quý vị cao thượng hơn, quý vị bỏ, quý vị không sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng nữa, mà quý vị sống bằng cái gì? Sống bằng hỷ lạc. Quý vị chưa làm nổi đâu. Ở đây ở Ta Bà này có vị làm được nhập định 7 ngày, 14 ngày, 7 tháng, 7 năm, không ăn uống gì hết. Đây có thầy gì đó, thầy Thông Lạc, 7 ngày, 7 đêm không ăn uống. Rồi làm sao sống? Vẫn sống nha, sống mà khỏe hơn. Rồi quý vị ngồi thiền, bây giờ khi nào quý vị mê, quý vị có thể ngồi 7 tiếng hồ, 10 tiếng hồ, 7 tiếng thì tôi có ngồi, 7-8 tiếng, mất thời gian. Tới chừng xả ra là 7 tiếng, 12 giờ khuya tôi ngồi tới 8-9 giờ sáng. Ngồi bất động, lúc đó cái thân mình không biết ở đâu, tới chừng xả ra mới biết mình còn thân. Không tiêu tiểu, không ăn uống thì 9 tiếng đồng hồ. Rồi thì quý vị nhập định mà được 7 ngày 7 đêm như vậy đó, thì không cần ăn uống, vẫn sống mà sống khỏe hơn. Thành ra chúng ta biết đây là cái thân người mà tâm trời sắc giới. Có những cái cõi trời, những cái cộng nghiệp với chúng sanh sắc giới, cái thân nó khác hơn mình. Cái thân nó rất là chi tế. Đó là cái thân thứ hai. Bây giờ quý vị muốn nhìn thân thứ hai, tôi chỉ quý vị để ý rồi quý vị thấy. Con mắt có dây thần kinh thị giác. Cái lỗ tai có thần kinh gì? Thính giác. Cái lỗ mũi có thần kinh gì? Khứ giác. Cái lưỡi có thần kinh gì? Vị giác. Cái thân có thần kinh gì? Xúc giác. Cái đầu có thần kinh gì? Có trung khu thần kinh óc. Đây là tổng hành dinh của 5 cái thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đưa lên đó. Thành ra thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì gọi là thần kinh của cảm giác. Còn óc là thần kinh của tư tưởng. Nhớ nha, tôi sao tôi hỏi lại